Tại phiên họp, các thành viên chính phủ thảo luận về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp sửa đổi, dự án luật nhà giáo, dự án luật công nghiệp công nghệ số. Đặc biệt khi bàn về dự thảo luật nhà giáo, các thành viên chính phủ đa số đồng tình với việc xây dựng luật này, tạo động lực phát triển ngành giáo dục nước nhà. Đồng thời, các thành viên chính phủ cũng đề nghị Bộ Giáo dục bổ sung các vấn đề liên quan đến chính sách cho giáo viên vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vấn đề bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non. Kết luận chung về phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, tài chính, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông đã nỗ lực tích cực chuẩn bị, trình các nội dung, nghiêm túc tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, thành viên Chính phủ để chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật. Ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, chất lượng của các đồng chí thành viên Chính phủ và các đại biểu tham dự phiên họp. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện các dự án luật theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới. Nhấn mạnh, đây là những luật có nhiều nội dung mới, khó. Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng thành lập các tổ công tác với sự tham gia của các chuyên gia, nhân lực từ các bộ ngành, cơ quan khác. Tiếp tục lắng nghe các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng tác động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, làm tốt công tác truyền thông, giao các đồng chí Phó Thủ tướng được phân công theo lĩnh vực phụ trách quan tâm, trực tiếp chỉ đạo việc hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng. Thủ tướng yêu cầu bám sát, thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan, thể hiện rõ các chính sách đã được Chính phủ thông qua trong đề nghị xây dựng các luật, xây dựng cơ chế chính sách phải thông thoáng, khả thi nhưng kiểm soát được, trong đó có chính sách phù hợp, hiệu quả để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao liên quan đến ba lĩnh vực mà ba dự án luật điều chỉnh.